Theo Cục Đăng kiểm, xe khách 16 chỗ gây tai nạn giao thông liên hoàn ở Lạng Sơn sản xuất năm 2019 tại Việt Nam, được kiểm định lần gần nhất ngày 29 tháng 8, hạn hết vào ngày 28 tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, xe 16 chỗ chỉ có dữ liệu đến 4 giờ 59 ngày 30 tháng 10. Thời điểm gặp nạn, xe này không có dữ liệu giám sát hành trình nên không ghi nhận được tốc độ. Trong khi đó, Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 quy định đơn vị kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình trước tiên là phục vụ công tác quản lý, điều hành, quản lý lái xe của doanh nghiệp vận tải, đồng thời cơ quan quản lý, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các địa phương, căn cứ vào dữ liệu từ thiết bị này được truyền về để phục vụ công tác điều tra tai nạn, phân tích nguyên nhân và xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 31 tháng 10 ở Lạng Sơn. Một chuyên gia cho biết, cơ quan chức năng cần làm rõ xe 16 chỗ không có dữ liệu giám sát hành trình do đi vào vùng mất tín hiệu kết nối hay tài xế cố tình ngắt kết nối. Bởi nếu các phương tiện không chuyển dữ liệu giám sát hành trình hoạt động về Cục Đường bộ Việt Nam thì khi xảy ra tai nạn giao thông, việc tìm ra nguyên nhân vụ việc sẽ gặp nhiều khó khăn. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhấn mạnh, trường hợp xe ngắt kết nối dữ liệu giám sát hành trình, trách nhiệm trước hết là của lái xe, xe không đủ điều kiện hoạt động. Ông Hùng đề nghị cơ quan công an làm rõ. Thực tế, vẫn xảy ra tình trạng nhiều xe kinh doanh vận tải không chuyển dữ liệu giám sát hành trình. Đơn cử như tại Hà Nội, thống kê của Sở Giao thông Vận tải địa phương này cho thấy, chỉ trong tháng 7, trên địa bàn thành phố đã có 97.589 phương tiện kinh doanh vận tải không chuyển dữ liệu giám sát hành trình. Đáng chú ý, trong danh sách vi phạm có rất nhiều phương tiện không chuyển dữ liệu liên tục trong tháng 7 và có những doanh nghiệp có tới cả 100 phương tiện vi phạm. Trong số các hãng taxi, công ty cổ phần 3 sao có tới 245 phương tiện không chuyển dữ liệu giám sát hành trình. Theo quy định, nếu doanh nghiệp cố tình không thực hiện việc chuyển dữ liệu sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật. Luật sư Nguyễn Doãn Hùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, tại điểm C khoản 6, điểm Y khoản 11 điều 28 nghị định 100/2019/NDCP quy định, phạt tiền 5,6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện một trong các hành vi vi phạm. Cụ thể, không thực hiện việc cung cấp, cập nhật, truyền, lưu trữ, quản lý các thông tin từ thiết bị giám sát hành trình theo quy định, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các xe ô tô thuộc đơn vị cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, tại điểm Y khoản 11 điều 28 nghị định 100/2019/NDCP quy định, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách buộc phải cung cấp, cập nhật, truyền, lưu trữ, quản lý các thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô theo quy định, cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô hoặc máy chủ của đơn vị cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Như vậy, công ty kinh doanh vận tải hành khách sẽ bị phạt 10 đến 12 triệu đồng đối với lỗi không thực hiện việc truyền các thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe, luật sư Nguyễn Doãn Hùng nói.